Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình LTX Behind the Band Podcast đang được phát sóng trên hệ thống YouTube cũng như là các nền tảng audio khác như Spotify và Apple Podcast của Lung Tung Sang. À, như thường lệ, đây sẽ là hai anh à, trong band đó chính là anh Doanh Huỳnh và anh Tuấn Châu à, vẫn à, sẽ có mặt để tiếp tục trò chuyện với quý vị khán giả. Xin mời hai anh có lời chào đến quý vị khán giả trong chương trình podcast ngày hôm nay À, à Doanh Huỳnh xin à, kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Trường Châu xin chào các bạn đang xem chương trình Postcard LTX Behind the Ben. Vâng và lời đầu tiên thì Danny xin được chúc quý vị khán giả đang theo dõi chương trình podcast ở trên YouTube cũng như là đang nghe ở trên các nền tảng audio. Một ngày làm việc thật là vui vẻ và hiệu quả. Lời đầu tiên thì đến với những khán giả lần đầu tiên đang theo dõi chương trình ngày hôm nay thì đây là một chương trình podcast được phát sóng trên youtube cũng như là các nền tảng audio ở nơi mà các anh trong ban nhạc lung tung sèn mà quý vị đang rất là yêu mến và ủng hộ sẽ có cơ hội để trò chuyện cũng như là trả lời những câu hỏi hoặc là đem đến cho quý vị những cái behind the scene À, những cái khó khăn cũng như là những cái sự thân tình mà quý vị khán giả đã đem đến cho ban nhạc trong suốt hơn 2 năm qua và tất cả những sản phẩm của lung tung sèn thì không chỉ có trên youtube mà còn ở trên tất cả các nền tảng khác như là facebook instagram cũng như là spotify và apple podcast ở trên facebook quý vị có thể like fanpage lung tung sèn cũng như youtube hãy subscribe vào youtube channel lung tung sèn ở trên instagram thì quý vị có thể follow vào account x lung tung trên TikTok và Spotify Quý vị có thể follow là LTX Media Hoặc là tìm podcast Behind the Band ở trên Spotify Và đối với những vị khán giả đã yêu thích Lung Tung Sàng Thì đã biết là ngày 1 tháng 4 vừa qua Là các anh đã có một cái live show Ở Golden Sea Restaurant Là một cái live show giả dạ vũ Mà đây là chương trình giả dạ vũ lần thứ hai Thì không biết là cái chương trình vừa xong rồi Rất là em có mặt ở đó thì cũng khá là vui và cũng được là khá là nhiều người ủng hộ thì vừa xong một chương trình thì đầu tiên là hai anh đang có cái cảm nghĩ như thế nào về cái chương trình mình vừa làm xong <laughs> anh nào trước vừa, vừa xong đó, cái đầu tiên hết là mệt chứ là, là, cái gì à, còn à à các anh chị biết không tôi phải nói vậy nè số thứ hai thì hình như nó khó nhai hơn khô thứ nhất mà số thứ nhất thì ăn được bánh mứt nhiều hơn số thứ hai <laughs> mà số thứ hai này chắc phải lai rai cho chưa dám làm tiếp cho <laughs> nên vừa rồi thì thật sự á cái số thứ hai chúng tôi cũng vuốt rất là vui nhưng mà chúng tôi làm ngay cái ngày mà tất cả những anh em mà ủng hộ bà bạn bè thì đi vacation với con trong cái mùa dịp uh, spring break sì. cho nên thì cái số bàn nó ít đi nhưng mà nói chung là tổng thể hết thì rất là vui và chúng tôi cũng cả cái vui đó nó bù đắp tất cả những cái gì khác cho nên nói chung là cũng là thành công thì nè, cảm ơn à các cũng này. phải cảm ơn uh, các anh chị và các bạn đã ủng hộ uh, luôn tung sàn cho nên cái show uh, nhảy nhạc tour 2 mới được uh, thành công vậy yeah, đúng rồi cảm ơn rất là cảm ơn Chứ còn không, không, không hết thì mình làm không mình tự nhảy <laughs> vậy vì thì cái em có một cái thắc mắc là tại sao gọi là nhạc tua em em lúc đầu em tưởng là chỉ là cũng giống như là một dạ vũ bình thường thôi thì em chưa có hiểu lắm là tại sao gọi là nhạc tua và cái tại sao có cái tên nhạc tua như vậy một anh có thể giải thích cho em biết chút thế, xíu được thế hệ của của Danny chắc không hiểu như mình hả mình là cái cái thời mình sao thì ra cái này nó 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 dài dòng lắm cái này nếu mà nói ra là phải nói từ cái nhạc này nó có nó du nhập vô Việt Nam mình từ hồi cuối thế kỷ 19 thì hồi đó bắt đầu anh có coi trên Google là lúc mà triều đình Nguyễn mình ký hiệp ước gì với Pháp thì bắt đầu Pháp mới 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 đô hộ vô Việt Nam thì là mới đem cái nhảy đầm này vô nhưng mà cái nhảy đầm này lúc đó là chỉ dành cho giới thượng lưu chơi thôi chỉ có người Pháp chơi thôi nó rất là mất tiền một đêm nhảy vậy rất là mất tiền rồi từ từ rồi người Pháp mới dạy là cho quan chức của Việt Nam mình rồi tới mấy chục năm sau rồi nó từ từ nó mới lan rộng ra tới giới bình dân tức là cái văn hóa này là của người Pháp cái văn văn hóa này là của Pháp à, đem với Việt Nam thì, thì ông hồi thời tôi ấy, thì tôi nhớ ba tôi cứ hay nói câu à, là ba ba sao kêu nhảy đầm ba thì ông mới nói là nhảy đầm là đi nhảy với mấy cô tây là người đầm á là kêu là nhảy đầm. Tôi không biết có phải đúng không nếu không đúng thì anh chị và các bạn có gì cho góp ý thêm ờ, có ai ai biết thì nói dùm còn tôi thì tôi tưởng à, là đi đây... của ông nó nó hợp lý. Không, tôi tức thấy. là thì 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 chắc chắn là cái cái điệu nhảy này là của pháp ừ. còn cái từ việt nam mình kêu nhảy đầm thì tôi lại tưởng là lúc đó đi nhảy phải mặc đầm. <laughs> phụ nữ phải mặc đầm vậy mà vậy thiệt lúc đó đi nhảy phải mặc đồ đúng rất là rồi, sang trọng rồi, sang trọng đẹp á ừ rồi. chứ không không phải bình dân như đi. giờ muốn mặc sao mặc đâu nhân tiện đây thì cũng nhờ anh chị với các bạn có ý kiến và có những cái nguồn nào mà chính thực về cái này thì góp ý với chúng tôi rất là hay một câu hỏi rất hay thank kiều danny rồi còn cái chủ tua là làm sao tức là ông nói tua, cái tour tour thì là cái 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 nhạc đó là nó phải theo tua chứ nó không có lộn xộn được tức là mới vô đề pa là phải pa số Paso xong là cái tới rumba ba ba xong rồi là người ta đứng chờ phải nhảy cha cha liền cha cha xong rồi boston van tango nó đi liền như vậy nên mà nó phải đi theo thứ tự như vậy cho nên người ta kêu là tua chứ mà không thể lộn xộn được à, Tour tức là nó cứ lặp đi lặp lại ừ. cái lúc vậy ha à vậy là nó gọi như vậy là nhạc tua, nghe nó lạ quá ha mà mà lúc đầu thì cũng đúng là tour du lịch thì nọ nhưng mà tại sao chưa hiểu tại sao tour mà lại đi với nhạc. À, thì nó nhưng anh mà làm, anh làm cái nhạc tour này từ năm 85, 86 lúc Sài Gòn nó có mấy cái câu lạc bộ mà nó kêu là Mày, câu lạc bộ khiêu vũ chứ nó không rồi. có chưa là vũ trường nó câu là câu hồi, lạc bộ. Đó thì hồi thiếu tôi làm ở trên ừ. hồi đó tôi làm ở trên lầu ba Intershop là hồi đó. Sài Gòn có được 4-5 cái sau 75 thì ta mới cho phép làm lại Nhưng mà nhặt tua thì tôi thấy nó hay ở chỗ là Người ta nhảy rồi ăn xong nhảy Mà bây giờ mình nghĩ lại cái đó mới mạnh khỏe Nhảy xong cholesterol rồi nó biến quá Ừ trong lúc nhảy là uống uh, uống hoài, uống uh, rượu nhẹ nhẹ gì đó chứ đâu có ăn nữa Thì ra là một cái cách chơi của giới thượng thường luôn ừ. Của người Tây đi vô mình vậy là là nhảy đầm là là phải đi một tua hả hay ừ, là đúng. có một có, đúng có đề, cái vấn cái là nó đó. đúng một cái điệu không thôi hay là, là bắt buộc là phải đủ tua vậy luôn phải đủ hả? cái 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 tua à. điệu như vậy á vậy mới là sành điệu còn nếu mày nói đi tôi đi nhảy đầm mà tôi biết nhảy có điệu cha cha không là không phải dân nhảy đầm tức là phải biết hết các điệu điệu nào cũng nhảy được à, thì anh không biết anh xa Sài Gòn cũng khá lâu mà không biết cái cái tuổi với thế hệ của Danny không biết bây giờ người ta còn nhặt tua không ở sài gòn không biết còn thì còn thì đó đầm. nhưng chắc em chắc là đối với em là là không biết gì rồi em có biết là ba mẹ em thì biết ừ. uh, nhà khiêu vũ ừ. có biết nhảy đầm nhưng ừ. mà vì dĩ nhiên là có khoảng cách thế hệ thì nó không không có chưa bao giờ đi nhảy đầm với ba mẹ ừ. em anh hiểu nói cho nên là cũng khó chị cho nên đó là cũng là một cái mà câu hỏi thứ hai em muốn hỏi mấy anh á là À, theo mấy anh tại vì à, hôm bữa thì là em có à, làm việc cái bữa đó mình có làm việc là cái ngày đó là em à, ghi hình à, giúp cho các anh ghi hình thì dĩ nhiên mình nhìn sơ qua thì cái à, lượng mà khán giả tới tham gia thì nó cũng trung à, bình tuổi. là cũng lớn tuổi cỡ anh nhưng mà em có thấy em có thấy một số em nghĩ là cũng à, U40 là ở giữa 30 tới 40 thì có thể là các bạn đó là các anh chị đó là cũng có được ba mẹ hướng dẫn hoặc là có thêm gia ba mẹ nhưng mà dĩ nhiên nó vẫn là số ít thì theo theo mấy anh thật, tâm mình anh nghĩ là cái những cái buổi dạ vũ như vậy những buổi khiêu vũ như vậy thì uh, anh Tuấn thì mới qua Mỹ đúng không em em qua cũng hơi lâu rồi anh Doanh chắc cũng lâu rồi thì không anh em không biết là theo anh là những cái dạ vũ như vậy thì ở Việt Nam theo anh là hiện tại là còn hay không hoặc là 10 năm tới 15 năm tới nó còn hay không và ở hãng ngoại cũng vậy nữa theo anh thì như thế nào. Bên này thì anh mới qua anh không biết nhưng mà ở Việt Nam thì sau này hầu như không còn nhạc tua nữa. Nó kêu là nhảy hiện đại. Việt Nam nó kêu là nhảy hiện đại. break dance. Ừ, nó modern yeah. dance. Ờ, nó 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 chỉ còn uh, cha cha uh, tango. Dạ bây giờ nó gọi là nó gọi là dance sport ấy. Nó ừ, thành môn à, thể thao dance rồi, sport chứ còn nguyên một tour như hồi xưa không không có là không còn. Mà ở Sài Gòn bây giờ cũng chẳng còn chỗ nào chơi nhạc tour đây nữa. Không biết bên đây thì sao, bên đây thì việc bên của mình này, làm lần. Yeah, bên này thì cái cái thế hệ U50 U60 thì vẫn thấy vẫn còn một số người thích cái môn đó và thậm chí có những cái dance studio vòng vòng đây người ta vẫn còn dạy cái cái loại nhạc đó thì hy vọng là cái gì hay thì mình cũng hy vọng là nó tồn tại thôi à, nhưng mà anh nghĩ vẫn còn trang vậy phải... vậy thì mình có cách nào để mà cũng khó để mà đem cái này đến cái thế hệ nó trẻ hơn chút xíu ha anh hả tại bây giờ nó ừ. tại nó cái khái niệm nhạc tua thứ nhất là nó không đúng. không còn nữa phải? đúng rồi đó là good question tại vì cái điều đó anh cũng suy nghĩ tại vì thật sự nhạc với thức ăn nó giống nhau lắm ừ. nó cũng như vậy nó biến hóa theo lịch sử giống như bây giờ mình ăn tô phở lại bây giờ nó khác với tô phở ngày xưa lắm nhưng mà tuy nhiên nó vẫn còn tô phở thì đó là mình mơ ước rằng nó, cái gì hay giữ được thì giữ nhưng mà đừng có đòi hỏi là phải truyền thống quá thì chắc là không được thì mong sao là càng giữ lâu càng tốt tại có những cái cái, cái 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 chơi cái môn nghệ thuật nó rất là hay nhưng mà thì cuộc sống nó thay đổi thì phải chịu thôi nhưng mà chỉ hy vọng là thế hệ trước show cho con mình thấy giống như Danny nói cái cuộc chơi vừa rồi đó có một số người còn trẻ nhưng vẫn ham nhảy tại vì họ thấy cái đó hay thì họ theo đó. mình trách nhiệm mình là show cho anh ta thấy cái đó vậy đó chơi không thì cứ chơi tiếp Yeah. Thì em thấy hình như có mấy anh là mới bắt đầu làm lại nhạc tua đúng không? Là mấy năm nay rồi mấy anh trong 5 năm trở lại đây, 10 năm trở lại đây mấy anh có đi đánh nhạc tua không? Hay là bây giờ mới có lung tung sèn làm nhạc tua. Anh qua đây được 6 năm chỉ có lung tung Sền làm nhạc đúng tour. em thấy, em, nhạc cũng nhạc cũng <laughs> <Tại vì cười> em cũng thấy vậy. Tại vì em cũng thấy trong cộng đồng em cũng có thì, số ca thì thì nhạc. Nếu nói mà nói đó. về sự tại anh qua đây khá lâu, anh qua đây cũng ba hơn 35 năm rồi. Thì cái hồi mới qua á, thì mình còn à, risk à, vũ trường nè, còn đêm Màu hồng, à, còn à, còn à, một số khoảng ba cái vũ trường ở đây, thì sau đó từ từ nó mất dần, thì đến đâu khoảng gần đây là khoảng năm 2000. thì hình như là thấy bắt đầu không còn nữa, ít ai đi tổ chức những cái nhạc tua vậy lắm, muốn nhảy nhạc tua thì chỉ vô mấy cái dance studio thôi, họ mở máy và hát và và nhảy với nhau, đó chứ còn à, từ đó đến giờ cũng hiếm đi đâu một cái show nhạc mà được đánh nhạc tour lắm các bạn. Yeah. Vậy thì mình làm tổ chức một cái show vậy nó khó không? <laughs> à, khó, nhưng mà đây mình, mình cũng à, mình làm cũng lần thứ hai rồi Đúng thì rồi. bây giờ đầu tiên thứ nhất là câu hỏi là làm một cái show nhạc tour như vậy thì khó không và ừ. thứ hai là uh, show thứ hai thì so với show thứ nhất thì nó khó hơn hay là nó dễ hơn hay là như thế nào? thực ra cái show nhảy đầm thì đối với anh thì anh làm mấy chục năm ở Việt Nam rồi nó không có khó gì đối với anh doanh anh thì cũng trước đây cũng cũng ở Việt Nam cũng đã từng làm mà cái khó là cái khó bán vé đó đúng rồi chính xác ừ. cái, cái khó nhất là cái bán vé tại vì giống như doanh nói từ năm 2000 ở bên đây mấy cái mấy mấy cái vũ trường đóng cửa hết trơn chứng tỏ là không còn khách đi chơi nữa Khách người ta không 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 còn quan tâm tới cái Đúng cái rồi, đó nữa. Thì cái khó khăn nhất của một cái làm show nhảy đầm thì à, nếu mà quý vị để ý kỹ kỹ á thì thấy cái anh em lung tung sàn tôi nó kỳ lắm, nó kỳ là làm chuyện gì nó ngược ngược, nó lung tung lắm. À thời buổi này mà đi kiếm ca sĩ mới nè, rồi đi kiếm băng nhạc mới nè, rồi thời buổi này mà à, mời người ta làm nhảy đầm đâu ai nhảy nữa. Vô là họ cứ đòi nhảy techno hoặc là chỉ giật kiểu thể thao thôi. Nhưng mà anh em chúng tôi thì khi nào cũng mong rằng cái gì mà thấy hay hay thì mình làm tiếp. Biết đâu được thì thường thường vậy thì làm cái show thứ hai bao giờ nó cũng khó hơn show thứ nhất. Tại khu thứ nhất thì wow, lâu lâu có lại đi đông. Thì đi đông xong cái này dành, được đó dành, làm tiếp đi dành. Thì làm tiếp cái mình nghe vậy mình cũng làm tiếp. Làm tiếp xong cái tới cái show thứ hai sao không thấy ai lên còn khoảng đâu 2 phần 3 người à thì tôi hy vọng vẫn chưa chịu thua đâu nếu mà cái đợt thứ ba thử lần nữa mà còn có một phần ba là khi đó biết là khó đó. Ừ. <laughs> đó thì cái đó là cái khó khăn bán vé rất là khó khăn à nên đi biết không? bán vé thấy vậy chứ mình bán một cái món ăn giống như bây giờ ai ăn khoai mì nữa cái thời anh á bây giờ lâu lâu thèm khoai mì vẫn mua ăn nhưng mà hồi đó là khoai mì là bán đắt lắm đó nó giống vậy đó nhưng mà tụi anh thì ưa cái làm mấy cái chuyện mà mình thấy đẹp mình gắn bảo tồn đó thì gắn làm vậy thôi tới đâu hay tới đó à, cho thật ra làm rất khó quý vị gọi show gì show nhảy đầm hả ca sĩ bao nhiêu người ca sĩ ít òm coi gì đâu là họ không chịu mà thường là ca sĩ nhớ đầm mình đâu có lựa ca sĩ nổi tiếng <laughs> đúng rồi đúng rồi cái sĩ hát vừa rồi mà lại, hát là cũng thôi. là một cái khó khăn để người ta lựa chọn mua vé yeah. mà tâm lý bây giờ là hỏi đi mua ờ à, danh hả show, show vậy mà sao thấy ít ca sĩ về danh là họ không mua vé họ tiếc nhiều <laughs> à, cho nên nó khó lại khó chỗ đó Uh, nhưng mà uh, theo mấy anh thì uh, phản ứng của uh, khán giả ở cái buổi uh, live show vừa rồi thì như thế nào? Oh tuyệt vời tức là những người đi tức là người quá mê nhảy đầm. Cho khi mà gặp lại không khí đó trời vui lắm. Tức là mình rất cảm ơn những người đó vẫn còn cái 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 gọi là gì đó ngọn lửa mà nghệ thuật về nhảy đầm á. Tới hồi vui lắm mặc dù số người không đông nhưng mà họ rất thích. Tại vì giống như nó trời tôi kiếm không đâu ra được chỗ này hết. Chính vì đó là cái động lực của tụi anh làm tiếp Là sao Còn người trong phải không còn đó ăn thua mình Làm sao đưa tới họ được biết Để họ biết cái hôm đó có Thì họ sẽ tải à. Thường thường những người mà đã mua vé đó rồi Là người ta muốn đi lại Tìm lại cái không khí Tìm lại cái cảm giác Của cái không khí vũ trường hồi xưa Cho nên đã vô thường mấy người đi vô đó rồi Toàn là, là là, là người ta thích rồi nhảy này vui dừng. Ừ. <laughs> có nhiều anh chị nhảy không dừng mình đi xong đứng chờ 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 vô cha cha không chịu vô không chịu vô bà bàn ngồi à, đứng à. chờ à, là nhảy đầm là nó vui như vậy á ừ. em cũng thấy là rất là vui cái show đầu tiên là em bất ngờ rồi vừa lên nhạc cái là ra nhảy liền luôn là chưa bao giờ em thấy hiện chưa bao giờ em đi làm chương trình ở Mỹ thì chưa bao giờ thấy mà vừa lên nhạc cái là ra nhảy liền <cười> <cười> mới vừa ăn xong vui mới, rồi, giờ, rồi. <laughs> mới, <vui. cười> mới vừa ăn xong một uh, những cái chia sẻ rất là uh, thật uh, rất là chân thành từ các anh thì uh, hy vọng là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình mà nếu có uh, thích thì uh, tiếp tục comment ở trong uh, cái video này là muốn mấy anh làm tiếp hoặc là tiếp tục gửi email vào cho lung tung sèn uh, hoặc là comment ở trên tất cả những cái video hoặc là những tất cả những ở đâu mà quý vị thấy uh, những cái video của lung tung sèn thì quý vị cứ để lại uh, comment uh, ý kiến À, nếu mà thấy số đông mà vẫn tiếp tục muốn thì đúng chắc rồi. chắn là chắc chắn là mấy anh sẽ làm. Đúng rồi á, yeah. chính xác. Đang kiều Danny đúng đó quý vị. Nếu quý vị chỉ cái cách tốt nhất để tụi tôi biết có nên làm thêm nữa là coi cái reaction của quý vị. Nếu các bạn mà đã đi rồi họ cũng muốn vẫn giữ cái cái môn chơi này thì cứ cho tụi tôi biết để tôi lên tinh thần làm tiếp. nó rất là <laughs> cảm ơn. <laughs> Vậy uh đây là lần thứ hai, lần thứ hai là mình làm show ở ngoài, chứ không phải là trong một cái studio thì coi như bây giờ em gọi anh là bầu show được chưa? hay là hay là vẫn là tay trống thôi? Hay là bầu show với anh Hình? à, Bầu show là một cái tên lớn lao lắm quý vị. tụi tôi là chỉ thích thì làm cho vui cho thật ra, mọi chuyện đều có rất là lũng cũng chưa biết cái gì hết. từ cái chuyện gọi phone cho mua vé rồi cái gì tới đâu học tới đó. Cho nên thật sự là nếu quý vị thích thì tụi này làm cho vui, tiện tay thì làm cho không dám bao giờ nghĩ tới chuyện mà nói bầu xô hết tại vì <laughs> chữ bầu xô đó nghe vốn đầu tư đồ quan trọng đó nó, nó lớn lắm không có chỉ rồi anh chỉ là băng nhạc luôn tung sàn <laughs> dạ rồi mấy anh thì mình cũng dày dạn kinh nghiệm rồi cái tuổi đời tuổi nghề cũng cao rồi mà xem một cái show mà nhạc tua phải nói là mấy anh đánh liên tục luôn ồ cái chuyện đó đúng đối đúng với Tuấn với anh thì nói thiệt luôn thú dạ. thật nó dễ hơn mấy cái show kia nữa dễ, vâng. dễ, hơn. Ừ. dễ hơn ha tại vì nó như bạn năng rồi ừ. thì tại vì mình biết là mình yêu cái môn đó nữa còn có mostly là mấy bài đó mình 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 biết rồi Tuấn hả với lại một cái cái chương trình nhạc tour thì đầu giờ là đã có cái list chương trình bài gì tới bài gì bài gì anh à, em cứ xếp sẵn tới đúng vậy là chơi đúng vậy là chơi cứ hết à, bài này là cứ tiếp theo à, bài à. gì thì nó nó dễ hơn là Đẹp cái à. mấy cái show ở ngoài mấy cái show ở ngoài nhiều khi tập cho ca sĩ năm bảy bài tối lên hát giới thiệu bài thứ tám thứ chín ở đâu không à. à là mình phải thành ra là cơ lại cơ bươi, bươi bươi đi kiếm bài đúng, đúng chính xác à, nó lại khó đúng hơn, đúng hơn đúng là đúng cái đúng nhạc tua nhạc tua có vậy chứ nó ngăn nắp đâu đó nhưng mà à, có một cái này em mới vừa nghĩ ra thôi à, theo theo mấy anh là có phải là tại vì à... À, cái 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 những cái nhạc mà để khiêu vũ ngày xưa á, thì nó nó hơi bị rơi vào những cái bản nhạc cũ nhiều hơn là nhạc mới không nghĩa ừ. là nếu mà những ca sĩ trẻ mà họ muốn hát nhạc mới thì mình vẫn có thể làm một show nhạc tua cho nhạc mới không yeah, hay là yeah. nó bắt buộc phải là nhạc cũ hay là nó... đâu 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 có bắt buộc phải là nhạc cũ yeah. nhạc mới cũng được tức là à, nhạc thì không biên giới với với ông một bài anh đi biết mình có thể phối bài đó bằng cái cái thể loại khác thể loại nhạc à, à, ví dụ cái bài đó mình mình hòa âm lại cái kiểu điệu khác thì nó vẫn vô bài thôi đó chứ chính là như vậy chứ không có liên quan đến cái chuyện mà nhạc mới hát không được hoặc mới vẫn hát được theo nhạc tua. Đúng rồi, em thấy là đây là một đúng là một cái chương trình đen này thì mới lần đầu tiên lần thứ hai làm việc với các anh thì mới biết về cái những cái chương trình nhạc như thế này thì cảm thấy thì nó cũng rất là hay bởi vì uh, hôm bữa thì có ca sĩ uh, vị trí cũng hát ừ. mấy bài uh, nhạc hoa mà cũng trẻ Còn, trẻ cũng đúng, đúng, thời chính x như, 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 như em thì vẫn nghe được và đúng cũng rất vậy. là thích ừ. À, kể cả chị thiên kim hoặc là chị Minh thúy thì cũng à, hát những bài mới một số bài mới rất là mới luôn mà mình phối lại thì nó cũng khá là hay à, cho nên à, quý vị khán giả mà theo đây thì thấy nếu mà vẫn thích à, khiêu vũ những thích buổi dạ vũ thì à, hy vọng là vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ các anh để các anh à, có thêm động lực để mình tiếp tục làm và à, như vậy thì à, một cái show vừa xong là à, đầu tháng Tư ừ. thì à, trong tháng Tư này thì à, ngoài những cái chương trình à, livestream mỗi tuần thứ ba thì không biết là à, lung tung sen vẫn có các chương trình nào à, để mà à, muốn à, à, quảng cáo đến vị khán giả để đón xem ồ oh, đúng rồi thank you danny nhân tiện đây thì à, một lại một cái cái idea nữa <laughs> Chúng tôi mà gặp nhau là nói đến văn nghệ và soạn đủ thứ để văn nghệ quý vị thông cảm Thì à, sắp tới đây, ngày ngày 10 tháng 4 à, Lần đầu tiên cái cái gọi là một chương trình mới à, Chúng tôi à, nghĩ và dám nghĩ và cũng dám làm luôn Không biết nó thành công không nhưng mà cũng dựa trên cái cái chính là giữ lại cái, cái warm ấm Làm cho nó ấm lại cái âm nhạc Việt Nam ở Hải Ngoại Thì à, chúng tôi mời được cái băng nhạc đầu tiên lên với chương trình lung tung sèn của anh em chúng tôi vào tối thứ hai ngày 10 tháng 4. À, cái băng nhạc đầu tiên cũng là băng nhạc những người đàn anh và đàn bậc thầy của tụi tôi đi trước à, là định cư ở Mỹ này và nhóm mấy anh vẫn máu lửa âm nhạc và không bao giờ chịu dừng đâu. Thì tôi cũng năn nỉ tỷ tê Tuấn nói rồi dữ lắm mới chịu rồi để đó anh lên. Tại vì thật sự đàn em tụi tôi luôn luôn mong mỏi là mấy ảnh ra sao rồi giống như một câu hỏi là ồ ảnh sống ra sao nhạc anh còn chơi không thì uh, mong quý vị ủng hộ cái chương trình này tại vì sau cái chương băng nhạc của anh đắc lân và friend uh, chương trình được gọi là back to Odi thì chúng tôi sẽ mời những băng nhạc khác nữa mà để lên để mình giữ lại ngọn lửa ấm của âm nhạc việt nam ở hai ngoại mời quý vị nhớ đón xem nhé ở lung tung sen channel À, trên YouTube quý vị nhớ đón xem và chúng tôi được tổ chức ngay tại Clara Studio à, thì hôm đó sẽ được à, trực tiếp livestream phát hình ở trên lung Tùng Sèn Channel à, ở YouTube mời quý vị vô ủng hộ và thưởng thức là những người đàn anh của ban nhạc Việt Nam mà vẫn còn máu lửa về văn nghệ quý vị thấy đồng ý với danh đó là một điều tốt không thì quý vị nhớ đón xem nha và uh, ngoài ra thì uh, cuối tháng 4 uh, vào ngày 28 tháng 4 thì uh, Lung Tung Sàng cũng có một uh, chương trình mới mới toanh luôn thì uh, xin mời uh, hai anh đem đến với khán giả nhiều, tiếp tục nhiều cái mới. <laughs> cha, cha đẻ của cái mới đó để nhiều cha đẻ nói. <laughs> yeah. à, anh chị và các bạn biết không, à, trong văn nghệ thì nhạc Việt Nam mình thì nếu mà những người trạng tuổi của tụi tôi hoặc lớn hơn hoặc nhỏ hơn chút mà về âm nhạc thì không thể nào mà không nói rằng là không biết nhạc phòng trà. Ở Sài Gòn là phải biết nhạc phòng trà. Cái dòng nhạc nhạc phòng trà thì theo doanh thấy thì nó nó nhỏ hơn thính phòng chút. Thính phòng có vẻ tính bự hơn hả Tuấn? Nhạc à. phòng trà thì nó, nó cái level nó nhỏ hơn, tức là nó nó gọn gàng hơn. Thì chúng tôi tổ chức một cái chương trình nhạc dòng nhạc phòng trà. Và dân nhân nhịp là trong cái tháng 4 những ca sĩ nào mà có cái birthday trong cái tháng đó thì chúng tôi làm cái chương trình đó với dòng nhạc phong trà thì mời quý vị nhớ đón xem với thành phần là ban nhạc lung tung sen và ba ca sĩ là diễm liên hồ hoàng yến và lê khôi à quý vị nhớ đón xem vào ngày 28 tháng 4 tức là thứ sáu chúng tôi sẽ làm một không khí ấm cúng rất là dễ thương như kiểu phòng trà một bàn bốn người ngồi, rồi cái không khí ấm cúng, rồi để nghe nhạc, only chỉ thưởng thức nhạc phòng trà thì được tổ chức tại Golden Sea Lounge ở Anaheim. Thì mời quý vị nhớ theo dõi và ủng hộ chương trình. Vâng và Golden Sea Restaurant thì đây là cũng là một cái địa điểm mới mà chắc là sẽ còn cộng tác nhiều với Lung Tung Xeàn Ben. Ở đây thì anh chủ là anh Hoàng. Hoàng đúng, Tuấn đúng, rất là, đúng, rất, là rất là vui và hôm bữa thì anh anh Hoàng Tuấn trong cái chương trình uh, giả vũ cũng có lên hát uh, hai hai bài và hát uh, nhạc rock cũng đúng như không <laughs> biết có mời anh lên show anh Đắc Lân luôn <cười> <cười> nhà hàng Golden Sea uh, uh, Restaurant ở địa chỉ là 9802 West Katherine Avenue Anaheim California 92804 số điện thoại là 7146439890 thì ở đây là có lẽ là quý vị khán giả ở trong quận Cam thì chắc cũng không có xa lạ gì với Golden City Restaurant. Đây là một cái nhà hàng à, à, tiệc cưới à, sẽ có rất là nhiều cái dịch vụ như là hội đoàn tiệc cưới event và kể cả sau này sẽ là nhiều các cái show ca nhạc và không chỉ là sau này mà đã có rất là nhiều show ca nhạc rồi và trong em thấy là trong tháng tư thì hôm bữa em cũng thấy một số cái poster những cái show cho ngày lễ mẹ sắp tới hoặc là những cái show rất là nhiều vì có thể liên lạc thẳng với nhà hàng để được biết thêm thông tin À, nhân tiện đây thì à, Danny cho phép anh được à, cảm ơn đến quý vị khán giả và những người fan hâm mộ lung tung sàn cái chương trình mới này có một điều làm anh em chúng tôi rất là ngạc nhiên và xúc động thì vừa mới thông báo được có khoảng chưa tới một tuần thậm chí poster mới lên chưa kịp lên nữa thì chúng tôi tổ chức đã ban đầu thì tổ chức tại Clara Studio tại vì không cảnh chúng tôi làm thử cái ra sao nhưng mà không ngờ sau một tuần thì vé bán hết liền quý vị và rất là ngạc nhiên và rất là xúc động chúng tôi là nói là lưng tưng á thì cũng nhận được vài số phone của những fan hâm mộ khác nói rằng là sau kỳ vậy chưa kịp gọi là hết vé rồi vậy không được not fair uh, la 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 nói thì mình thấy mình vừa xúc động vừa vui và thế, cho nên quyết định anh em chúng tôi quyết định là phải dời ra chỗ Golden Sea thì chỗ đó chúng tôi mới promise được là có thêm đủ chỗ cho à, những fan hâm mộ khác và chúng tôi hứa rằng quý vị đã từng thấy golden sea rồi ai tới nơi chờ chỗ đó làm gì có lao rồi này nó nhưng mà tụi tôi hứa tôi tôi sẽ mang quý vị đến một cái không khí ấm cúng trở lại gắn hết sức để làm quý vị cảm thấy được là ngồi phòng trà sài gòn và nghe nhạc cho nên là quý vị nhớ tới ủng hộ chúng tôi nha thì có gì thì bây giờ vé cho nên chúng tôi còn được à, chỗ ngồi quý vị cứ gọi thẳng vô lung tung sàn để liên lạc vé là số 714 949 7406 yeah. Cảm ơn quý vị Vâng và rất là hy vọng quý khán giả sẽ đến tận nơi để thưởng thức cái không khí âm nhạc mà Lung Tung Sàn đem lại bởi vì mặc dù là tất cả những chương trình âm nhạc của lung Tung Sen đều sẽ được ghi hình lại và được phát sóng trên youtube nhưng mà chắc chắn là cái trải nghiệm mà ở tận nơi thì nó sẽ rất là khác và nghe nhạc live thì không có cách nào hay nhất là mình nghe thẳng bằng live luôn Đúng, mặc vậy. dù là âm nhạc mình live trên youtube là mỗi tuần rồi và chương trình thu lại thì nó cũng có tỉa tót mình có nó, nó, nó có thể gọn gàng hơn chút xíu nó thể chỉnh chuông chút xíu nhưng mà cái, cái cảm xúc và cái cảm giác quý vị khi mà đến tham gia một có chương trình live của Lung tung Sàn thì chắc chắn sẽ rất là khác bởi vì cũng sẽ có cơ hội gặp mặt các anh đây có thể trò chuyện và cũng như là thấy được là cái 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 động lực để làm động lực cho các anh tiếp tục đem đến những cái sản phẩm để phục vụ cho vị khán giả mà Danny nói vậy là đúng đó quý vị, chính xác luôn. Quý vị biết không, quý vị đang nghe Danny nói vậy đó, cái giọng hay một mới 10 thôi, ra ngoài gặp Danny ngoài đời giọng hay lắm. <laughs> Tức là phải tận hưởng ngoài, like mới, mới đã. <laughs> đồ, đồ, đồ ăn nấu xong dọn ra ăn liền luôn đương nhiên là ngon hơn, cất tủ lạnh ba bốn bữa sau mới đem microwave ăn rồi. Đúng, đúng, vậy, quý vị nhớ ủng hộ chúng tôi, thì chúng tôi cũng gắng tất cả là gì? Gắn làm cho văn nghệ bên này nó được ấm trở lại và chắc thấy nó ngồi lạnh lâu ngày quá thì đó quý vị thích nhạc muốn nghe nhạc phòng trà muốn nghe nhảy đầm thì ủng hộ anh em lung tung sang chúng tôi đó là cái điều chúng tôi rất là phấn khởi và tiếp tục làm tiếp cảm ơn quý vị và cái buổi phòng trà đó thì hôm, bây giờ mình đã move ra ngoài golden Sea rồi thì hôm đó là có thức ăn không hay là à, thì nào? cũng vậy vẫn là thức ăn tại vì cái lần lần trước chúng tôi có làm một cái private party ở clara studio thì được quý vị và các anh chị rất là vui với cái đồ ăn và à, cocktail theo từ tôi shop rất là hợp khẩu vị và nhiều người là cứ yêu cầu với cái menu đó thì chúng tôi hôm đó trong cái chương trình vẽ bán vẫn có chương trình ca nhạc và thức ăn và nước và à, à, rượu rượu đỏ hoặc rượu trắng yeah. Dạ vậy rồi thì ngoài là những cái hoạt động âm nhạc live stream mỗi tuần và mỗi thứ ba Bởi vì tiếp tục theo dõi cũng như là những cái chương trình live show Hoặc là tổ chức có ẩm thực, có ca hát, giả dạ vũ Thì không biết là hai anh còn có những cái dự định nào cho sự phát triển của Lung Tung Sèn không ngoài những cái show mà mình vừa nói Đến thời đại. <laughs> ngoài cái ngoài mấy cái show với mấy cái thứ ba hàng tuần của lung trung sèng thì bây giờ anh với anh doanh đang có dự định thì cũng giống như lần trước mình kiếm những tài năng trẻ của việt nam mình về ca hát thì sắp tới đây anh với anh doanh cũng đang có dự định là tìm mở lớp dạy guitar dạy trống thì cái đó là anh với anh doanh đang bàn khi nào Yeah. khi nào uh, rút lại được thì sẽ có thông báo chính thức và hy vọng uh, các bạn ủng hộ yeah, đúng vậy đó Danny, cái uh, có được một cái lớp nhạc ở uh, Orange County này đó là cũng là một cái niềm uh, mơ ước của Dan uh, thì thật sự cuộc sống nó bận quá chưa có làm thực hiện được nhưng mà nếu lung tung sèn mà nó ổn định rồi rồi, rồi hứa là sẽ gắn bỏ nhiều thời gian vô để mở những cái lớp cho những quý vị nào ham mê Âm nhạc đờn Việt Nam trống, rồi vậy đó thì chúng tôi sẽ gắn hết sức để làm và mong là điều đó sẽ được thực hiện sớm. Cảm ơn. Vâng và mọi thông tin liên lạc quý vị muốn hỏi các anh về những cái lớp học về trống và đàn Xin quý vị cứ liên lạc thẳng vào Facebook, Youtube, Instagram, tất cả những cái mạng xã hội của Lung Tung Sen Hoặc là số phone là 7149497406 cũng như là email ltxmedia2023gmail.com và chương trình ngày hôm nay cũng hân hạnh được sự bảo trợ của Sakura in USA bán những sản phẩm thượng hạng sản xuất từ Nhật và Mỹ giúp bảo vệ sức khỏe và sắc đẹp website sakurainusa.com Quang Production với dịch vụ quay phim, chụp ảnh cho tiệc cưới, sự kiện, đại nhạc hội và các dịch vụ khác. Website quangproductions.com liên lạc Quang Nguyễn 7149120680 hoặc Danny Lê 7148669234. Và cũng không quên sự bảo trợ của Clara Studios 15138 Golden West Circle, Westminster. 92683 ở à, nơi đây là nơi đang bảo trợ cho lung tung sàn Ben để thực hiện những sản phẩm livestream hàng tuần cũng giống như là à, sản phẩm podcast mà quý vị đang theo dõi à, ngay à, tại đây. À, ngoài ra thì Danny cũng hy vọng quý vị tiếp tục ủng hộ à, cho lung tung sàn bằng các hình thức khác đang hiện ở trên dưới màn hình. Đó chính là gel số điện thoại 714 949 7406, Venmo s lung tung sàn 2021 hoặc là PayPal lung tung sàn 20 gmail com cũng như là hệ thống patreon com slash lung tung tất cả những sự đóng góp của quý vị mặc dù nhỏ hay lớn thì đều là một cái nguồn động lực cho các anh em lung tung sàn tiếp tục có thể đem đến cho quý vị những sản phẩm giải trí thật là chất lượng và thật là vui để quý vị tiếp tục có thể thư giãn cùng với lung tung sàn ben và một lần nữa thì Danny xin giới thiệu lại với vị khán giả lần đầu tiên đến với cái podcast ngày hôm nay thì hôm nay cũng là tập thứ ba rồi đây là một chương trình hoàn toàn mới mà hàng tuần thì hai anh doanh huỳnh cũng như là anh tuấn châu và danny sẽ luôn luôn có mặt để đem đến cho quý vị trả lời những câu hỏi mà quý vị thắc mắc và đem đến những sản phẩm behind the xin thông báo với quý vị những cái chương trình những cái dự án sắp tới về âm nhạc mà lung Tung Sen uh, thực hiện uh, cũng như là sẽ xen kẽ là sẽ là những buổi phỏng vấn với những vị khách mời đặc biệt. Ngoài ra thì quý vị đang xem uh, YouTube uh, thì xin quý vị hãy để lại một like hoặc là một comment uh, về ý kiến của tập podcast ngày hôm nay cũng như là không quên là hãy subscribe và hãy nhấn vào cái nút uh, cái chuông the bell để mà uh, mỗi lần mà tất cả những uh, sản phẩm mà được uh, lung tung sàn post lên cái trang youtube lung tung sàn này uh, từ uh Full video cho đến livestream cho đến short thì đều được thông báo đến phone hoặc là máy tính của quý vị à, ngoài ra thì lung tung sàn cũng còn hoạt động trên các nền tảng khác như là ở facebook thì sẽ có fanpage cũng là lung tung sàn ở trên instagram thì sẽ là account tên là x lung tung cũng như ở trên tiktok sẽ là ltx media và spotify thì cũng sẽ là ltx media hoặc là quý vị có thể tìm kiếm trên google là podcast behind the band và chương trình podcast ngày hôm nay thì xin được tạm dừng à, một lần nữa rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên tất cả các nền tảng mạng xã hội và ở trên youtube à, mời anh doanh và anh tuấn có lời chào đến quý vị khán giả trong tập podcast ngày hôm nay dạ yeah, chân thành cảm ơn quý vị đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ anh em chúng tôi à, xin gửi lời tạm biệt và hẹn đến kỳ sau dạ yeah, xin gửi lời tạm biệt mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại comment trong cái video youtube này và một lần nữa trước khi chào tạm biệt quý vị khán giả thì danny xin đại diện cho các anh rất là cảm ơn sự ủng hộ của quý vị khán giả trong hai tập podcast vừa được ra mắt đã được theo dõi không chỉ ở Mỹ Mà ở cả Việt Nam Và ở cả một số nước châu Âu khác nữa Rất là cảm ơn quý vị đã luôn là động lực Để cho các anh em tiếp tục ra Được những sản phẩm để mà phục vụ cho quý vị khán giả Mọi thông tin liên lạc Xin quý vị có thể text hoặc là gọi điện Vào số điện thoại 714-949-7406 Hoặc là email vào email ltxmedia2023.gmail.com Xin chào và hẹn gặp lại quý vị Vào chương trình tiếp theo